trong hôm nay sẽ được trân trọng gửi tới quý khách hàng cái mẫu xe được mang tên là Popo Cup. Mẫu này của bên em được sản xuất năm 2006, bản số tự động các bác nhá, bản số tự động, máy 2.0, 2.0 là bản đủ đấy ạ. Các bác cùng xem và cảm nhận về chiếc xe này của bên em nhé. Với số tiền các bác bỏ ra cũng chỉ là loanh quanh 200 triệu thì mình có thể là mua mẫu xe này rồi. Mẫu xe số tự động có cửa lốc, xe 5 chỗ ngồi, form hatchback với biển số Hà Nội các bác nhá. Đấy, hatchback. Các bác đang có tầm tiền thì mình xem tham khảo mẫu xe này nhá. Với lốp sơn là màu vàng cát. Màu vàng cát kiểu là có một chút nào đấy gọi là phấn hồng, đúng không? Đây các bác xem này. Với nội thất là màu kem vàng. Xe nội thất rộng rãi. Bản đủ thì có trang bị túi khí và ghế điện các bác nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đấy, vô lăng tích hợp. Đây các bác xem. Xe thì cũng đã lên màn hình rồi, màn hình và camera lùi. Đấy, điều hòa ô tô tự động các bác nhá. Hai ghế trước của xe thì cũng đã được lót, cũng đã lót ghế rồi. Mẫu xe Popo Cup với cái phần form dáng tuy rằng thì đời không cao nhưng form dáng của xe thiết kế ra nhìn đến bây giờ vẫn đẹp đúng không ạ? Một cái mẫu xe đến được thương hiệu của Mỹ, chạy rất là đầm và rất là chắc chắn luôn. Rất đầm, rất chắc nhá. Biển Hà Nội tên tư nhân. Với cái biển này thì các bác mình về mình không cần phải ra tên cũng được. Để nguyên biển và làm công chứng chạy được rồi. Đăng kiểm của xe đến tháng 12 năm 2021 nhá. 2021 đây. Và đèn của xe thì cũng được thiết kế đèn đèn bi và các bác có thể nhìn thấy là có viền nét ở xung quanh bi đúng không ạ? Một dàn lốp mới nhá. Đấy, một dàn lốp thì còn rất là dày luôn này. Đấy, cực dày. Rãnh còn rất là sâu. La răng đúc, phanh ABS. Và phanh đĩa bốn bánh tất cả luôn các bác nhá. Thực ra thì chiếc xe này nó là màu phấn hồng nhưng mà nhìn ở trên đây thì các bác nhìn thì nó giống cái màu vàng cát đúng không ạ? Các bác cùng xem nhá. Đấy thì vừa rồi em cũng đọc thông tin của chiếc xe rồi. Bây giờ em sẽ mời các bác xem chi tiết để các bác biết được về cái độ chất của chiếc xe. Xe thì không tai nạn, không đâm đụng nhá. Chỉ va quẹt nhẹ thôi, va quẹt nhẹ phần bên ngoài thôi các bác nhá. Cũng đảm bảo cho các bác yên tâm. Không gặp nước thủy kích gì. Xe bên em bán thì các bác hoàn toàn yên tâm. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác xem chi tiết đối với cái mẫu xe Popo Cup này của bên em. Trước khi đi vào chi tiết, các bác hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi để tiếp tục cùng đồng hành với những chiếc xe tiếp theo của cửa hàng bên em đăng lên nhá. Rất nhiều xe đăng lên gửi tới các bác thì mình xem, các bác tham khảo. Các bác cứ tham khảo, các bác đúng chân mẫu nào thì mình xem và mình chốt mẫu đó. Hiện tại thì cửa hàng bên em rất là nhiều xe, lúc nào cũng có trên 100 xe với tập tiền từ trên dưới 100 cho tới trên dưới gần 1 tỷ đồng. Và địa chỉ thì các bác tới 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ mời các bác xem cái cánh đằng trên của bên phụ trước này. Đấy, gioăng cửa đẹp này. Rồi những cái phần táp ly táp nô xe còn rất là tươi sáng đúng không ạ? Keo chỉ ở cánh cửa đây vẫn còn các bác xem. Vẫn còn nhá. Tất nhiên thì đây là một chiếc xe nó cũng ở mức độ tương đối, tất nhiên là không phải là xuất sắc. Không phải là xuất sắc nhưng cũng là tương đối các bác nhá. Với tầm tiền các bác bỏ ra cũng chỉ loanh quanh mình bỏ ra là 200 triệu thôi. Đấy. Thường dòng này bên em vẫn bán là nhô 200 triệu một lít đây. Đấy, ghế được bọc cái áo kết hợp có gỗ ở trên đây rồi. Đấy. Ngồi sẽ mát mẻ hơn vào cái mùa hè này. Bên đây có túi khí này và bên kia nằm thì nằm ở giữa vô lăng các bác nhá. Nằm ở giữa vô lăng. Đấy, phần táp lô táp ly của xe rất là tươi sáng đây. Tươi sáng sạch sẽ. Sàn da. Điều hòa của máy 2.0. Điều hòa auto các bác nhá. Điều hòa auto. Đây, màn hình cam lùi đầy đủ này. Và đây là chìa khóa nguyên zin theo xe. Nguyên zin theo xe nhá. Đấy, phanh tay. Rồi hộp đồ này.
Phần tắp đi và phần tắp nô của xe được thiết kế bằng chất liệu da. Đây các bác xem chất liệu da xịn nhá. Đấy, rất là êm. Đồ nhựa xe là không bị gãy vỡ. Rồi, tiếp tục ạ. Và đây là phần nóc của xe này. Các bác cùng theo dõi hết video để biết về tình trạng của chiếc xe nhá. Và khi các bác xem xong, mình thấy ưng, thấy chiếc xe phù hợp với các bác rồi thì các bác nhấc máy alo sớm, xong là chốt giá nhá. Đây, và tắt đi cánh cửa đẹp. Bốn kính điện được thiết kế ở bốn cánh. Rồi, đấy, sâu đi trong một chút. Bộ ghế da xịn, hơi lướt một chút. Đấy thì về các bác có thể mình thay bộ ghế khác, hoặc là mình để nguyên và mình chùm một cái áo ghế bên ngoài, giống như ở trên này này. Đấy, giống ở trên các bác nhá. Xe trang bị có cửa gió thổi về phía sau cho người ngồi hàng sau cùng. Đấy, chân để ý này. Lốp dày này, lốp rất là dày luôn. Với cốp đằng sau rất là rộng rãi, rất rộng luôn. Lốp dự phòng được đặt ở phía dưới này nhá. Lốp xe form hút, form hatchback. Khi mở ra thì các bác nhìn thấy cái phần cốp của nó rất là rộng, và mình để được nhiều đồ hơn so với để ở một số những dòng xe hatchback đúng không ạ. Có trang bị cảm biến lùi và có camera lùi phía sau. Xe được một dàn lốp rất là dày, cả bốn quả luôn. Cả bốn quả luôn nhé. Đèn trước đèn sau còn sáng đẹp. Đây, cốp em đóng luôn xuống này. Dòng xe Ford thì các bác biết rồi, tôn vỏ rất là dày, tôn của nó rất là dày luôn. Đấy, quay các bác xem nội thất bên trong trước. Bên ngoài thì cũng không có gì nhá, bên ngoài thì quay nhanh thôi. Chủ yếu là quay vào cái phần nội thất bên trong, xem độ đẹp xấu của chiếc xe làm sao đúng không ạ. Và nội thất là một trong những cái phần đánh giá chất lượng của chiếc xe được sát sườn nhất đúng không ạ. Đây, bốn cánh đẹp các bác nhá. Đây các bác cùng tiếp tục xem thêm. Xe này em thấy thiết kế một cái bộ la răng nhìn như kiểu là những cái mẫu xe đời cao đúng không ạ? Rất là giống những cái mẫu xe đời cao. Keo chỉ cánh tiếp tục đây ạ, các bác xem mép cửa keo chỉ đây. Nguyên hết các bác nhá. Và thêm một cái cánh cuối cùng nữa. Cho các bác mình xem nốt này. Bốn kính lên xuống bình thường nhá. Một số những cái vị trí thì theo em các bác về mình làm lại một chút, như là bộ ghế da này, mấy cái phần tì tay này, mấy cái phần tì tay này làm lại cho nó đẹp nhá. Cũng chỉ mất có hơn 200 triệu mất hơn 2 triệu thôi. Mất hơn 200 triệu thì chết đúng không ạ. Hơn 2 triệu thôi, các bác bọc được một bộ ghế da mới tinh rồi. Đây ạ. Các bác xem đốt nha. Ghế điện của xe đang hoạt động bình thường. Chỗ này tích hợp có điều khiển âm thanh này. Đấy, có chỗ này là mình điều chỉnh đèn nhé. Đèn pha cốt của xe được thiết kế đặt ở đây, góc tắp nô. Đấy, sàn da này các bác này. Quay như vậy cho các bác xem cũng từ đối vào bên trong nội thất rồi. Và bây giờ thì đóng cửa lại và gửi tới các bác xem chi tiết phần bên ngoài nhé. Đây, phần vỏ bên ngoài căng đẹp. Thân vỏ không lỗi cho nên là thân vỏ xe nhìn rất là căng. Kính của xe bọc dán xung quanh hết rồi các bác nhá. Chiếc xe này thì các bác mua về mình cứ thế đi thôi. Đấy, không phải đầu tư về gì về xe nữa nhá. Xe rất là ok rồi. Chạy rất là ngon. Đấy, có thiết kế xi nhan ở sườn này. Đấy,
có sinh nhan ở sườn các anh nhá. Đấy, lốp sơn bóng đẹp. Nhìn chiếc xe để mà nói nhìn bên ngoài thì khá là ok. Đấy, cặp đèn pha còn rất là trong. Đấy, rất là trong đây. Rất là trong luôn. Các bác cùng em đi một vòng về chiếc xe nhá, xung quanh bên ngoài. Đây, các bác xem nhá. Các bác xem video mà các bác chưa nhấn được cái kênh, đang xem mà chưa nhấn được cái kênh thì các bác tiện tay mình nhấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ phía bên dưới màn hình nhá. Nhấn vào thì mình sẽ tiếp cận những cái video, những cái chiếc xe của bên em được dễ dàng hơn và được sớm hơn. Rồi, ok ạ. Bây giờ tiếp tục thì mời các bác xem nốt cái khu vực phần bên sau và khu vực bên sườn. Đằng sau và sườn bên phụ đây. Đấy, các bác xem nhé. Sơn xi sạch đẹp. Với cái tầm tiền dòng xe này thì hiện tại cửa hàng bên em cũng tương đối là nhiều đấy ạ. Tương đối rất nhiều, những cái dòng tầm khoảng 200-300 triệu rất là nhiều. Các bác đang tìm mua cái dòng xe tầm khoảng tiền đó thì các bác đến xem. Rất là nhiều sự lựa chọn cho các bác luôn. Đây, mình cùng xem tiếp tục nhé. Chuẩn bị quay phần gầm, phần máy cho các bác xem rồi nhé. Đèn sáng đẹp đúng không ạ? Phần cua rè, cua lốp của xe đây. Đấy. Vẫn thiết kế bằng chất liệu lý này, được ốp bảo vệ phần bên ngoài, tránh sự bám bẩn cho phần sắt tôn đúng không ạ? Đây, gầm sàn đấy nhá, không mục ngọt các bác nhá. Tôn vỏ có dính cái dòng xe Ford này thì các bác biết rồi, đúng không ạ? Nó sẽ tốt hơn đối với một số những mẫu xe Nhật hay là Hàn. Rồi, ok. Gầm sàn, khoang máy có thể đầy đủ. Anh Hiếu ơi, ra mở em cái khoang máy với. Dòng xe Focus này thì cái phần động cơ đấy ạ. Phần động cơ là phải mở bằng chìa khóa nhá. Cho nên là em sẽ bảo người ra mở. Ai mở thì sẽ dùng chìa khóa. Đây, với cái phần động cơ là 2.0, cho nên là các bác mình chạy rất là thoát xe, rất là mạnh mẽ luôn. Đây là phần động cơ nhá, phần động cơ máy của xe đây. Máy rất là khô ráo sạch sẽ, máy lổ êm. Như em cũng đã chia sẻ với các bác là phần máy và số của xe, các bác yên tâm. Những chiếc xe bên em đấy về thì các bác yên tâm về những vấn đề máy số của xe nhá. Về chiếc xe này các bác chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Rồi. Đấy, thì cái chiếc xe này em cũng đã giới thiệu tương đối rồi. Các bác cần thêm thông tin hoặc là hình ảnh hoặc là video về chiếc xe thì các bác hãy kết nối điện thoại. Hai số điện thoại chính của bên em là số 093 8586 307 này. Và tiếp tục ạ, một số nữa 0389 000 555. Hai số hotline, hai số chính của bên em dùng các bác nhé. Zalo bên em dùng theo hai số đó luôn. Đấy. Rất là nhiều xe khác đang chờ đón các bác. Mời các bác qua xem và chạy thử cảm nhận những cái chiếc xe, những mặt hàng của bên em nhé. Địa chỉ đây các bác tới là đối diện với lại 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương. Ok, thì cái video này em đã quay xong và xin được kết thúc video tại đây. Xin được gặp lại các bác vào những video tiếp theo nhé.